Em xin gửi đến cho tất cả quý vị đêm nay một ca khúc thứ hai của nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ. Ca khúc này cũng đã nổi tiếng rất là nhiều năm về trước. Và em xin gửi đến cho tất cả quý vị đêm nay cho em được ăn thêm chút miếng bánh trong khách hàng đó. Một chút mưa trời.
mình ngoài hồ. Không đi đâu, không đi đâu.